Chồng Việt Hương gây xúc động với câu chuyện kể về bố vợ. Ba bỗng yếu hẳn đi, chỉ trong một ngày, ba không muốn ăn nữa, chỉ nằm một chỗ không đau, không bệnh, không kêu rên, cũng chẳng than vãn. Chồng Việt Hương kể về bố vợ. Bố của nghệ sĩ Việt Hương tên Nguyễn Lâm Bằng, sinh năm 1936, quê tại Thanh Hóa. Ông qua đời vào lúc 5 giờ ngày 4 tháng 5, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ động quan của bố Việt Hương được cử hành vào lúc 7 tháng 5 tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, linh cữu ông được đưa hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Sau tang lễ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phương, chồng danh hài Việt Hương, đã có những chia sẻ xúc động về bố vợ trên Facebook cá nhân. Một ông ta ba lô chính hiệu, anh viết: "Có lẽ mình có thể tự cho mình là một người con rể may mắn, được gần cả ba và má vợ. Trước đây khi má còn sống, má đã sang Mỹ nhiều tháng để chăm sóc con gái và cháu ngoại mới sinh. Má là một người tỉ mỉ, gia giáo và kỹ tính. Nhưng má lại rất lãng mạn, yêu thơ, yêu hoa, yêu thiên nhiên, hội họa. Những điều này là điểm chung giữa mình và má, vì vậy hai má con rất hợp nhau. Còn với ba vợ thì mình không có nhiều thời gian bên ông bằng má. Mặc dù vậy, hai ba con cũng có đủ thời gian để hiểu nhau. Những ngày ba sang Mỹ chơi, mình đưa ba đi khắp mọi nơi để ba được trải nghiệm những gì đặc biệt ở nước Mỹ. Từ những xa hoa phù phiếm trên Las Vegas, đến những gian hàng đồ cổ tại chợ trời, những chuyến xe du lịch đường dài tới chuyến tàu Cruz de Mexico. Khi có hai ba con với nhau, ba kể lại cái thời lừng lẫy của một anh chàng điển trai con nhà võ, theo đoàn xiếc Bắc Nam Huỳnh Thái Sơn, sau này đã hiến tặng cho nhà nước trở thành tiền thân của đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, lưu diễn khắp mọi miền đất Việt, với những màn khí công nằm trên bàn đinh, đập vỡ tảng đá trên ngực, bẻ cong thanh sắt. Bố Việt Hương sinh thời từng là nghệ sĩ xiếc, huấn luyện viên thể dục thể thao. Sau này khi ngưng nghề xiếc, ba trở thành huấn luyện viên thể dục thể thao. Rồi sau này ba lại quay qua theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Những câu chuyện của ba tưởng chừng như nghìn lẻ một đêm không hồi kết. Những năm gần đây, tuy đã ở vào lứa tuổi trên dưới 80, ba vẫn luôn là người năng động, hoạt bát và lanh lẹ. Có lần đi chơi trong một mall lớn ở Nam Cali, Mỹ, ba điêu loanh quanh rồi lạc đâu mất tiêu. Con cháu bủa đi tìm ba. Tuy rằng không có điện thoại di động và cũng không biết tiếng Anh, ba vẫn tìm được đến mấy người nhân viên nhờ họ liên lạc với mình. Ba luôn để ý từng góc phố, từng tên đường, nên nhiều khi đi lang thang chơi một mình nhưng vẫn tìm được đường trở về. Tính ba thích lãng du như vậy đấy. Ở Việt Nam, sở thích của ba là nhảy lên chiếc xe đạp mini gọn nhẹ của ba, rồi đạp đi khắp nơi, không điểm đến, mỗi ngày ba lại khám phá một khu phố mới. Rồi một sở thích mới lại được hình thành với ba. Mỗi buổi sáng, sau bữa điểm tâm, ba nhảy lên chiếc xe buýt với tấm vé xe miễn phí dành cho người cao niên và theo xe đi quanh thành phố. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, ba đã đồng hành cùng bao bác tài, đến quen mặt qua bao nhiêu bến đỗ. Du lịch quanh thành phố, rồi về là ghé qua làm một chầu massage thuốc bắc. Nhưng ba không chỉ dừng lại ở đó, thỉnh thoảng bất chợt, ba lại khoác ba lô nhảy lên xe đò đi du lịch một mình chuyến miền Tây xuống tận Cà Mau, hoặc một mình lên tàu ra Bắc, mỗi nơi ghé lại một hai ngày để tham quan mỗi địa danh và trải nghiệm những gì đặc trưng của vùng miền đó. Đối với ba, cuộc đời là sự khám phá, là không có điểm dừng. Vì tính cách rất dễ thích nghi, không cầu kỳ, ba đúng là dân phượt chuyên nghiệp bằng xe đò. Một ông ta ba lô chính hiệu. Chẳng bao giờ cằn nhằn con cháu, chẳng đòi hỏi làm phiền ai. Ở trong nhà có lẽ ba là một người cha, người ông dễ tính nhất. Chẳng bao giờ la lối cằn nhằn con cháu, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng làm phiền ai. Nhưng khi ai cần gì thì ba nhiệt tình giúp đỡ. Tuy vậy, tính ba cũng thuộc diện đầu đội trời chân đạp đất. Ai làm được cái gì thì ba làm được cái đó. So với lứa ba ít thì ba thuộc tiếp người, khoái khám phá, ga đét. Khi về xế chiều, ba cũng bắt đầu có thêm một sở thích khá lạ lùng. Đó là sở thích ghiền một món. Chẳng hạn hàng ngày ba chỉ ăn duy nhất một món. Cánh gà ròng rã cả năm trời không thay đổi. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, ba bỏ món cánh gà chuyển sang món lòng heo phá lấu. Cứ mỗi món ba đổi sang như vậy là ăn cả năm ròng. Bên cạnh món ăn chính như vậy, ba tự mua hàng ký trái cây về xay sinh tố và uống mỗi ngày mấy ly. Nhiều khi con cháu sợ ông ăn uống như vậy không cân bằng dinh dưỡng nên khuyên can ông, nhưng ông nói: "Tao ngừng này tuổi rồi, kiên cự cũng chẳng làm gì." Ý ba như vậy rồi chẳng ai cản nổi. Ba như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Rồi một ngày kia, cỗ máy 80 mấy tuổi không hỏng hóc gì bất chợt ngưng hoạt động, ba bỗng yếu hẳn đi chỉ trong một ngày. Ba không muốn ăn nữa, chỉ nằm một chỗ, không đau, không bệnh, không kêu rên, cũng chẳng than vãn. Ba nằm như vậy khoảng hơn 2 tuần. Hôm mình gọi điện về thăm ba thì ba yếu không trả lời mình được, tuy rằng vẫn nhận ra con rể và rượt đầu nhẹ. Cũng trong đêm đó, ba nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ ngàn thu, nhẹ nhàng như một giấc mơ đưa ba đến một phương trời xa hơn, rộng hơn, để ba tiếp tục khám phá.
Ba ơi, ba hãy cứ là ba, cứ luôn vô tư và luôn bình thản với cuộc hành trình mới cuộc đời nha ba. Chỉ vì một câu nói lỡ miệng, Huy Khánh đã để lộ chuyện bầu bì của Harry Won. Nhiều thông tin đáng ngờ về kế hoạch sinh con đầu lòng nhà Trấn Thành được hé lộ. Dân tình đang hết sức trông ngóng tin vui của nhà Trấn Thành Harry Won sau 3 năm kết hôn. Thậm chí trong status than mắt ối chóng mặt mới đây của nữ ca sĩ, showbiz đã ồ ạt vào chúc mừng sớm, dù sự thật là cô chỉ bị say xe mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, chuyện mang bầu của Harry Won hứa hẹn sẽ sớm diễn ra vì cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều đã úp mở kế hoạch trong các chương trình. Ở tập 1 show 4 là số 1 lên sóng hôm 12 tháng 5 này, nam diễn viên Huy Khánh có một câu nói nhưng ngầm xác nhận việc Harry Won sắp làm mẹ. Cụ thể, khi tham gia thử thách nhảy bao bố vượt chướng ngại vật, con gái Huy Khánh quên cởi tất mà đã chui vào bao. Phát hiện điều này, Harry Won sốt sắng chạy đến ẵm bé ra. Bà xã Trấn Thành ân cần cởi tất cho bé, khỏi trượt ngã khi nhảy, khiến mọi người vô cùng cảm động. MC Hồng Phúc suýt xoa khen ngợi, Harry Won chăm sóc các bé chu đáo như bảo mẫu vậy. Huy Khánh nhanh nhậu cho biết, thì Harry Won phải tập để mốt có em bé mà. Harry Won chăm sóc con gái Huy Khánh cẩn thận và chu đáo. Vì một status than mệt, nữ ca sĩ bị nghi đang mang bầu bì. Nhiều bạn bè thân thiết vào trêu chọc bà xã Trấn Thành, hy vọng cả hai vợ chồng sẽ sớm thông báo tin vui chính thức tới khán giả. Kiện Trường Giang lừa tình, nay Quế Vân đã công khai bạn trai mới, nhìn ảnh ai cũng hoang mang. Theo chân dài Hà Thành thì tình mới của cô là người rất đẹp trai, tài giỏi. Quế Vân sinh năm 1982, cô được công chúng biết đến với vai trò là người mẫu, ca sĩ dòng nhạc trẻ. Cụ người mẫu Hà Thành còn được gắn cho cái mác vô cùng lắm chiêu nhất nhì showbiz Việt. Trong quá khứ, Quế Vân từng có mối tình ồn ào với nam danh hài xứ Quảng Trường Giang. Đúng ngày Valentine 14 tháng 2 2016, Quế Vân đăng tâm thư dài dằng dặc, chia sẻ về mối tình đau khổ trong bóng đêm với Trường Giang. Cùng lời tâm sự, cô tung bằng chứng khẳng định anh lăng nhăng, vô tình với mình. Tháng 3 2018, Quế Vân lại một lần nữa bóc mẹ con người của Trường Giang để bên vực nam em. Cô bức xúc gọi mười khó là chí phèo và khẳng định bản thân không cần dựa hơi để nổi tiếng. Đồng thời, Quế Vân cũng tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Kể từ đó đến nay, Quế Vân không còn xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào. Cô tập trung tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và úp mở chuyện có bạn trai mới vào tháng 9, 2018. Nói về người đàn ông này, cô không khỏi tự hào. Tôi đã có người yêu đẹp trai và tài giỏi nên không còn nhớ về mối tình dĩ vãng. Quế Vân quên mối tình đau khổ với Trường Giang và có bạn trai mới. Sau thời gian dài khiến người hâm mộ tò mò, Quế Vân đã chính thức công khai khuôn mặt của người tình. Cô đặt bức ảnh chụp cùng bạn trai làm đại diện trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhìn vào bức hình chụp góc nghiêng nhắm mắt, cư dân mạng cũng không thể biết người đàn ông này là ai. Người đẹp gốc Hà Nội cũng không tiết lộ thêm thông tin nào. Trừ những người quen biết, danh tính tình mới của Quế Vân vẫn còn là một ẩn số với người hâm mộ. Quế Vân khoe bạn trai mới nhưng cư dân mạng cũng lắc đầu ngao ngán vì không biết là ai. Nhìn từ góc nghiêng và trang phục có thể thấy người đàn ông này khá bảnh bao, trẻ trung. Nhiều người tấm tắc khen rất đẹp đôi và gửi lời chúc mừng đến Quế Vân. Tình cũ của Trường Giang cũng đăng hình nắm tay bạn trai mới. Quế Vân và chàng trai bí ẩn được đồn đoán đã hẹn hò một thời gian dài. Vào ngày lễ quốc tế phụ nữ năm nay, chân dài sinh năm 1982 đã khoe hoa và thiệp nhận từ người yêu. Cô cũng tự hào, khoe ảnh tay đan tay thật chặt, có thể thấy người đẹp hiện tại đang vô cùng hạnh phúc với tình mới. Quế Vân được bạn trai cưng chiều. Ở tuổi 37, Quế Vân vẫn yêu rất cuồng nhiệt. Bên cạnh việc công khai người tình, Quế Vân cũng cho biết cô ngày càng trẻ và xinh đẹp hơn. Với vóc dáng hoàn hảo, ba vòng bốc lửa, Quế Vân đã đại tô khuôn mặt để quyến rũ hơn. Tình cũ Trường Giang thường xuyên khoe thân hình gợi cảm bằng những bộ cánh táo bào bikini nóng bỏng. Quế Vân đẹp hơn từ khi có tình mới. Sau khi trút được gánh nặng 2 năm, bị tiếng đu bám Trường Giang, Quế Vân ngày càng tự tin và rạng rỡ. Ngọc Trinh lại tuyên bố sốc, đàn bà đáng thương nhất là khi không có tiền. Trinh đẹp, Trinh nói gì cũng đúng vì thực tế là em Trinh vừa đẹp vừa giàu, một dân mạng bình luận. Nhắc tới Ngọc Trinh là người ta nhớ ngay tới câu nói thương hiệu, không tiền cặp đất mà ăn. Đến bây giờ, châm ngôn sống này của nữ hoàng nội y vẫn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng chân dài Venus sống quá thực dụng. Chưa kể trong quá khứ, người đẹp còn công khai chuyện sống nhờ tiền của bạn trai đại gia.
Hiện tại Ngọc Trinh trở thành mỹ nhân đình đám giàu có tầm ảnh hưởng nhất nhì showbiz. Cô tiếp tục đưa ra những quan điểm khiến nhiều người chú ý. Điển hình như mới đây nhất, mỹ nhân quê Trà Vinh đăng trên fanpage, 1,7 triệu người theo dõi, đàn bà đáng thương nhất là khi không có tiền chị em à. Chứ không có đàn ông thì vẫn sống ổn à, tin Trinh đi. Và thực tế là khi chúng ta có tiền, có quyền thì chúng ta có quyền lựa chọn người đàn ông bên cạnh mình, chứ không phải sợ một ai đó rời xa mình. Đừng bao giờ ngừng yêu thương bản thân và chăm sóc nó, bởi đó là tài sản quý giá nhất bạn phải cần nâng niu. Trở thành mỹ nhân quyền lực của showbiz, Ngọc Trinh thẳng thắn nêu quan điểm sống đề cao giá trị của đồng tiền. Với châm ngôn này, nhiều người nửa đùa nửa thật. Giờ đây Ngọc Trinh đã đủ thành công giàu có, nên cô nói gì mà chẳng đúng. Sau tiền, thứ mà Ngọc Trinh coi trọng thứ hai chính là nhan sắc. Cô trích dẫn, trong mắt đàn ông, phụ nữ cũng giống như một cuốn sách. Nếu bìa không đẹp thì họ sẽ chẳng buồn lật xem nội dung bên trong. Đời này là vậy, khi bạn ngày càng trở nên xinh đẹp, tự khắc có người quan tâm bạn. Khi bạn trở nên giỏi giang, tự khắc có người tôn trọng bạn. Hóa ra Ngọc Trinh luôn xuất hiện xinh đẹp ở mọi lúc mọi nơi là có lý do. Không ngừng xinh đẹp, phải xinh đời mới nở hoa, phải xinh đẹp hơn nữa là ba trong số quan điểm sống của nữ hoàng nội y. Phạm Hương khoe nhan sắc như búp bê sống, anti-fan vào bình luận giật mình. Đẻ xong mà đẹp như thế này thì ai cũng muốn đẻ chị nhỉ? Một anti-fan bình luận phía dưới bức ảnh Phạm Hương đăng tải. Kể từ khi thông báo xuất ngoại sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp kết hợp với việc mở rộng sự nghiệp, tin đồn Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 bầu bì sinh con cho đòi da rầm rộ trên mạng xã hội. Sau thời gian im ắng, Phạm Hương tương tác trở lại và thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên Instagram. Tuy nhiên, nhan sắc của chân dài họ Phạm luôn trong tình trạng lên xuống thất thường. Điều này càng khiến dân mạng hoài nghi về việc Phạm Hương đã sinh con đầu lòng trên đất Mỹ. Phạm Hương với nhan sắc thất thường giữa tin đồn sinh con cho đại gia. Chưa kể, xuất hiện tại một sự kiện, chân dài Hải Phòng gây bất ngờ khi xuất hiện với vòng một đồ sộ. Vốn là người đẹp sở hữu vòng ngực khiêm tốn, việc vòng một của Phạm Hương to lên bất thường đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh lời khẳng định Phạm Hương o ép vòng một, nhiều người quả quyết đó là dấu hiệu của phụ nữ mới sinh. Mặt tranh cãi, Phạm Hương vẫn đều đặn khoe ảnh comeback sau thời gian trị bệnh. Mới đây trên Instagram, nàng hậu tiếp tục đăng tải những hình ảnh hờ hững, khoe chân dài miên man cùng vẻ đẹp không góc chết. Phạm Hương đăng ảnh khoe chân dài miên man. Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 nhận được nhiều lời khen. Nhiều người nhận xét trông Phạm Hương như búp bê sống, vẻ đẹp lai tay hay giống Lisa. Nổi bật trong đó là bình luận vừa đấm vừa xoa của một tài khoản mạng. Đẻ xong mà đẹp như vậy thì ai cũng muốn đẻ chị nhỉ. Đây không phải lần đầu tiên chân dài Hải Phòng phải đọc những comment thắc mắc chuyện sinh nở. Hầu hết ở các tấm hình Phạm Hương đăng tải, anti-fan thường xuyên vào bình luận và bày tỏ thắc mắc về ngoại hình giống mẹ bỉm sữa của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Tuy nhiên, thay vì đáp trả hay tranh cãi, Phạm Hương ngó lơ và chỉ tập trung vào công việc.